chữ gì mà đẹp quá vậy em? Đọc anh nghe coi. Con sâu làm sầu nồi canh. Con sâu cái gì? Con nào làm sầu? Đâu, hồi đó má tôi dạy là làm chữ sầu mà. Con sâu làm rầu nồi canh. Có cơ hội. Cái mà em nói nó cũng đúng, tức là nó một cái dị bản á, nhưng mà mình sẽ phải nói đúng với cái từ khóa mà chương trình đưa ra. Con sâu làm rầu nồi canh chứ phải làm sầu ha. Nói chuyện gì nữa em, đọc đi. Tránh chỉ trỏ. Nói chuyện tránh chỉ trỏ, đúng luôn. Cái này là gì? Giấc mơ con tìm về. Ui giời ơi, con ở đâu ra vậy? Giấc mơ con tìm về con ở đâu? Con tên bài hát ông ấy sáng tạo ơi. Đây, nơi giấc mơ tìm về. Đây, không có cái từ con này nha.